tử tù được thả. Nay mẹ bán đợt cà, quả vừa to vừa ngon. Một loáng đã hết, nên mẹ mua nhiều đồ ăn cho con ăn ngon hơn đó. Bà Nga có ở nhà không? Ra đây tôi gặp một chút. Bác Tư, có chuyện gì vậy ạ? Mời bác vào trong này. Thôi khỏi, cô xem thế nào. Con trai cô á, nó đánh con trai của tôi tím bầm dập hết cả mặt rồi đây nè. Xin phép chị để tôi hỏi lại cháu cho rõ ngọn ngành câu chuyện, rồi tối nay tôi sẽ đưa cháu qua thưa chuyện với anh chị sao. Nào, nói cho mẹ nghe, tại sao con đánh bạn? Nói đầu đuôi cho mẹ nghe đi. Thằng không có bố kìa chúng mày ơi. Chúng mày nói ai là không có bố hả? Leo leo, xem thằng không có bố đang nổi giận kìa chúng mày. Này thì không có bố này. Mẹ nghiêm túc nói với con một lần nữa. Từ bây giờ, dù có chuyện gì xảy ra, con cũng không được phép động tay động chân nghe chưa? Không, con sẽ không bao giờ hiện như mẹ. Con không nghe theo mẹ được. Con à, con mà không từ bỏ tính này, con không nên người được đâu con. Hậu quả của cơn nóng giận bao giờ chẳng lớn hơn nguyên nhân hả con? Nhiều năm sau. Năm nào cũng vậy, sao mẹ chẳng một lần đến thăm mình, cũng chẳng một lần nhắn nhủ. Mỗi mùa đông, tất cả những gì mình nhận được cũng chỉ là một đôi găng tay. Thiện, bình tĩnh con. Chuyện đâu còn có đó. Mẹ cấm con không được đánh chú ấy. Không được. Đây là lần thứ hai con nhìn thấy lão ta vào vườn ca nhà mình rồi. Không ăn trộm thì làm gì chứ. Tụi cho ông biết thế nào là thách thức nè. Trời ơi, Thiện ơi, Con đã làm gì thế này? Bác ơi bác, bác có làm sao không? Trời ơi, con không mau đi gọi người đến giúp đi. Con còn đứng ra đó làm gì? Nhưng mà con... Còn... Một thời gian sau. Trời ơi, Thiện, thời gian qua con đã đi đâu? Mẹ à, mẹ cho con ít tiền đi, con phải trốn khỏi đây, nếu không con sẽ bị bỏ tù đấy. Không được, con định trốn đến bao giờ? Nghe mẹ đi. Mẹ bỏ con ra. Con thà trốn chui trúng lũi còn hơn bị bắt. Anh Thiện, anh đã bị bắt. Mẹ, tại sao công an lại ở đây? Mẹ xin lỗi con, chỉ vài năm thôi con à. Rồi sau này con sẽ hiểu lòng của mẹ. Mình sẽ không bao giờ về nhà nữa. Để cho suốt cuộc đời này mẹ sẽ phải ân hận vì những điều mẹ đã làm với mình. Thôi, lúc đói này thì còn cần gì thể diện nữa chứ. Ơ này nè, ôi cháu ơi, đừng có ăn, bánh bẩn rồi. Cô cho cháu cái khác nè. Ơ, Thiện, là cháu sao? Cháu về hồi nào vậy? Sao không về nhà lại lang thang ở đây? Cô Hân, cháu... Cháu ơi, cháu về thăm mẹ ngay đi. Mẹ cháu ốm nặng lắm rồi đó. Mẹ cháu ư? Về nhà rồi nói cháu. Đi, để cô dọn hàng, cô đưa cháu về ha. Mẹ Thiện, con về. Nhưng sao lại đến nông nỗi này hả mẹ? Từ khi cháu đi, mẹ cháu đã phải làm việc nặng nhọc quần quật suốt ngày đêm để dành tiền đền bù cho người bị hại. Mong người ta rút đơn giảm án cho cháu. Chẳng may bà ta bị tai biến cháu ơi. Mẹ cháu nằm liệt giường cũng hơn một năm nay rồi. Trời ơi, con đã hại mẹ rồi. Mẹ ơi, con chính là đứa con bất hiếu. Găng tay của Thiện. Đây chính là đôi găng tay theo hình bông hoa cà mẹ cháu đang may dang dở để gửi cho cháu vào mùa đông cuối cùng cháu ở trong tù. Khi mẹ cháu đang thì xảy ra chuyện. Bà yếu quá, không đang được nữa. Hoa cà sao ạ? Đôi
đôi găng tay nào, mẹ cũng may một bông hoa cà ở cổ tay để nhắc nhở con về lỗi lầm ở vườn cà năm xưa. Mẹ muốn con nhớ về lỗi lầm ấy và đừng bao giờ để đôi tay mình vấy bẩn thêm một lần nào nữa. Con đã vô tâm không để ý. Sự giận dữ đã làm lu mờ đi tất cả mọi thứ trong mắt con rồi, mẹ ơi. Chiếc khóa quý. Ngày xưa, tại vùng núi rừng hoang vu, ngày nọ, có một thương nhân xấu vận chán chường lui tới. Vị thương nhân này mới hôm trước còn gia sản kết xù, hôm nay đã mất tất cả vì thất bại cùng lúc ập tới của những phi vụ làm ăn. Sao kết cục này lại đến với mình? Còn mặt mũi nào về lại làng cũ? Cứ lạc miết ở rừng này rồi phó phận cho thú dữ còn hơn. Mấy hôm sau, trời ơi, không thể tin nổi, chỉ có kim cương mới phát sáng lấp lánh thế kia. Đây đúng là một hang báo lớn rồi. Trừ phi có đứa bé nhi đồng, không thì đừng phí sức vần tảng đá. Hả? Lẽ nào lại có sự lạ như thế? Tảng đá này cũng đâu quá lớn, mình sẽ lật được. Xem ra mình không thể rồi, phải đi tìm bằng được một đứa bé nhi đồng trước khi quá muộn. Cứu tinh của đời ta đây rồi. Chào anh, thật may gặp được anh và các cháu. Anh là... Tôi là một thương nhân, gia sản chả thiếu, chỉ thiếu một mụn con. Tôi đi khắp nơi tìm con nuôi mà chưa có gặp. Anh có đông con, hay để tôi là bố nuôi một cháu nha. Tôi sẽ chẳng để cháu thiệt đâu. Thú thật với anh, các cháu đây đều là trẻ mồ côi tôi mới gặp. Tôi thương các cháu nên đùm bọc, nhưng điều kiện tôi còn khó khăn. Nếu anh có lòng thì hãy chăm sóc một đứa nha. Vậy thì tốt quá rồi, anh hãy để cháu nhỏ nhất đi theo tôi. Nào con trai, từ nay ta sẽ đối xử với con thật tốt. Chú ấy là thương nhân, con đi theo sẽ có điều kiện ăn học thành tài. Còn chú sẽ đến thăm con thường xuyên. Anh cho tôi địa chỉ nhà nha. Nhất định rồi. Mà nhân tiện, anh cho tôi xin cái bao lớn và sợi dây thừng dài, đi đường xa lỡ khi cần. Vậy là thương nhân hí hửng dẫn theo Sam, cậu bé nhi đồng anh ta nhận con nuôi, nhanh chóng trở lại vị trí hốc đá kho báu. Chú ơi, ca dạy đâm hết vào chân cháu rồi. Kêu ca cái gì, đi nhanh lên, lỡ hết việc của ta. Nào, bây giờ người mau lật tảng đá kia ra cho ta, nhanh lên. Cháu không thể lật tảng đá lớn ấy được. Bảo người lật là ngươi phải lật, đừng để ta để ngươi lại rừng hoang cho thú dữ ăn thịt. Sao ban nãy chú nói rằng chú chăm sóc cháu? Không, cháu không đi theo chú nữa, cháu sẽ đi tìm chú tờ săn, chú ấy mới là người tốt. Thôi nào, ta đang có việc cần làm gấp nên mới sốt ruột vậy. Còn cứ thử lật đá thử đi, thử thôi mà. Nào, nghe lời ta, con mau lật thử đi. Kỳ lạ thay, cậu bé nhi đồng chỉ vừa đặt tay lên, tảng đá đã lăn ngay sang một bên để lộ lối vào hang. Đúng là lật được tảng đá rồi, mình phải vào trong mới được. Đúng rồi, con mở được tảng đá thì ắt vào được hang. Hãy vào đó lấy châu báu cho ta, rồi ta sẽ đưa con về nhà đánh chén một bữa hoành tráng luôn. Chú phải giữ lời đấy nha. Giờ con vào hang đi, có vàng bạc kim cương gì lấy hết vào bao. Còn nữa thì cởi quần áo trên người ra mà gói lại, xong việc ta sẽ kéo con ra. Quả thực trong hang đá bí mật có đến hàng ngàn viên kim cương vàng bạc không xuể. Chú kia chắc là thích số của cải này lắm, chắc là có nó rồi chú ấy sẽ không mắng mình nữa và cho mình ăn một bữa ăn thật no như chú ấy hứa. Nhớ nhặt hết, đừng để sót thứ gì đấy nha. Dạ, cháu xong rồi đây, cháu đã nhặt hết vào bao rồi. Vậy cột chặt bao vào dây thừng đi, ta kéo bao lên rồi sẽ thả dây xuống kéo con lên. Dạo rồi, lần này ta còn giàu có hơn gấp trăm lần trước kia.
chú mau thả dây kéo cháu. Đất đá đang rơi ầm ầm xuống rồi. Nhanh lên chú ơi. Mình phải chuồn ngay thôi. Vừa khéo trận rung chuyển này sẽ nhấn chìm nó. Ta khỏi phải chia chác kho báu này. Còn nó kiểu gì lão thợ săn kia chả tìm đến ta, rồi sẽ lộ ra số củ cải này. Nhanh lên chú ơi. Chết chết mất. Chú ơi. Chú ơi đã bỏ mặt mình ở đây rồi. Có ai không? Cứu cháu với. Ôi, một chiếc chìa khóa. Liệu nó có thể giúp mình thoát ra khỏi đây không? Nhưng làm gì có cái cửa nào chứ. Chìa khóa thì có ích gì. Ông, lẽ nào ông từ chiếc khóa này mà ra? Không sai, ta là thần chìa khóa đây. Cậu bé à, cậu đã nhấn vào chốt chìa và ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. Mau nói đi nào. Ông hãy đưa cháu ra khỏi hang đá này, trở về với chú thợ săn tốt bụng cháu đã gặp mấy hôm trước đi ạ. À. Sam, sao cháu lại ở đây? Người cháu sao bị thương thế này? Ông thương nhân kia đâu rồi? Chú ơi, cháu sợ quá. Ông thương nhân ấy đã bỏ cháu trong hang tối một mình. Cậu này đã cứu sống và đưa cháu về với ta. Từ đó, nhờ chiếc chìa khóa quý với vị thần tí hon giúp đỡ nhiều việc, cuộc sống của người thợ săn và những đứa bé bớt khó khăn nhiều. Về phần Sam, cậu được học hành tử tế và chẳng bao lâu trở thành một chàng trai tuấn tú, tự tin đi ứng thí phò mã vương quốc. Qua buổi kén phò mã hôm nay, người công chúa ưng ý nhất là Khanh. Giờ muốn lấy con gái ta, giờ Khanh chỉ cần mang đến lễ vật là 1.000 thỏi vàng bạc và 100 viên kim cương. Liệu điều này có khó cho Khanh không? Dạ, tâu bệ hạ, thần có thể đáp ứng được ạ. Ngài hãy giúp tôi mang hết của cải, vàng bạc kim cương mà thương nhân năm xưa nhốt tôi trong động đá và chuyển đến hoàng cung của đức vua đi. Có ngay. Chỉ chốc lát, toàn bộ của cải nhà gã thương nhân năm xưa đã quy tụ về cung điện. Hoàng đế đã dùng số châu báu đó mua lương thực, quần áo phân phát cho toàn dân còn nghèo khó. Nhân ngày vui, phò mã mới lên ngôi. Còn về phần gã thương nhân năm xưa, toàn bộ cơ nghiệp của gã bốc hơi trong một đêm. Gã trở nên bần hàn, khốn khó từ đó đến cuối đời. Dũng sĩ chăn bò. Ngày xưa, ở xứ Scotland, có một chàng trai mồ côi tên là Lord. Chàng vô cùng khỏe mạnh và chăm chỉ, nhưng lại có tật ăn rất nhiều, nên làm công ở đâu người ta cũng không chịu nổi. Chàng đành phải rời bỏ quê hương lên kinh thành tìm việc làm. Tuyển người chăn bò. Hả? Có chuyện gì mà mọi người tụ tập ở đây thế ạ? À, đức vua đang tuyển người chăn bò. Cậu có muốn vào cung làm không? Thật thế sao? Đúng lúc tôi đang cần việc làm. Nhưng chăn bò chỉ là một việc bình thường. Người trong cung thiếu gì mà đức vua phải ban cáo thị tuyển người ngoài thế? Cậu ở nơi khác đến nên là không biết. Ở đây chăn bò không phải là việc bình thường, bởi bao nhiêu người nhận chăn bò cho đức vua đều đã bị xử tội vì không bảo toàn được số bò. Dù sao thì tôi cũng đang chẳng biết kiếm việc ở đâu. Tôi sẽ chăm lo đàn bò cẩn thận, không để mất con nào. Công việc của ngươi là chăm sóc cho tốt đàn bò này. Tổng thể có 50 con, nếu mất một con, ngươi sẽ bị phạt đó. Vâng, tôi biết rồi. Nửa ngày rồi, mình có thấy điều gì lạ đâu. Sao đàn bò lại mất được chứ? À,
Lâu lắm rồi mới thấy có kẻ đến chăn bò. Người mới đến đây phải không? Thưa ông, tôi mới tới nên xin ông đừng làm tôi hoảng sợ. Ông có đói thì dùng đỡ một con bò của tôi và tha cho tôi ạ. Thằng nhóc này trông thế mà cũng biết điều đấy. Được, mau bắt một con béo nhất mang lại đây cho ta. Xin ông đừng ăn tại đây mà hãy mang bò về nhà ăn được không ạ? Nếu chẳng may đức vua cho người đến giám sát, thấy thế sẽ xử tôi tội chết mất. Mang về nhà ư? Nhưng ta chưa mang về bao giờ. Đơn giản lắm ạ. Ông hãy trói chặt bốn chân con bò lại, rồi phát nó lên vai và mang về thôi. Thôi được, để tên nhà ngươi biết điều ngoan ngoãn, ta sẽ mang bò về nhà đánh chén. Tên kia, mau lại đây đỡ con bò lên lưng cho ta. Thôi, tôi không dám lại gần ông nữa đâu. Hay là ông cứ cho đầu vào bụng bò trước, rồi tôi nâng lên cho ông, thế cho yên tâm. Được rồi. Làm gì thế? Ta bị kẹt rồi. Sao người dám đánh ta? Mau kéo ta ra khỏi đây ngay. Ông đừng có mơ, tôi chính là muốn ông bị mắc kẹt vào đó đó. Chết mình nè. Chết này. Dám đến ăn trộm bò hả? Đau quá. Chết nè. Hả? Sao chứ? Gã chăn bò đó đã đánh tên khổng lồ bị thương nặng và vẫn bảo toàn được số bò ư? Vâng, thưa đức vua. Tốt lắm. Thế là từ giờ lũ bò của ta không bị hao hụt rồi. Mau trả công cho hắn thật hậu hĩnh. Đây đúng là công việc mơ ước của mình. Ngày ngày được ăn no bụng mà không phải lo gì cả. Giá mà mình biết đến nó sớm hơn. Lót. Công chúa bị một gã khổng lồ đánh bắt rồi. Đức vua lệnh cho ngươi trở về cung điện để đi cứu công chúa kìa. Hả? Sao cơ? Gã khổng lồ đó vô cùng hung dữ và độc ác, đã quay lại để trả thù. Ngươi có thể đi giải cứu công chúa được không? Nếu công chúa được an toàn trở về, ta sẽ gả công chúa cho ngươi. Thần sẽ dốc hết sức đi cứu công chúa. Xin đức vua hãy yên tâm ạ. Cũng tại mình đã dạy cho hắn một bài học nên hắn quay lại trả thù bắt công chúa đi. Ta nhất định sẽ cứu nàng. Chắc có lẽ đây chính là nơi ở của hắn. Công chúa, người đây rồi. Thần đến cứu người đây. Gã khổng lồ này rất mạnh, người không đánh thắng được gã đâu. Mau chạy đi, có mặc kệ ta. Không, dù có chết tôi cũng phải cứu công chúa thoát khỏi nơi này. Là ngươi, chính ngươi đã đánh trọng thương ta. Giờ ta sẽ cho ngươi một bài học nhớ đời. Phải, muốn chém muốn giết hãy tìm ta đây. Mau thả công chúa ra đi. Được lắm, chịu chết đi. Công chúa, chúng ta thoát rồi. Chàng thật là dũng mãnh, cảm ơn chàng rất nhiều. Tay của chàng bị thương rồi kìa. Ta không sao, vết thương nhẹ thôi. Để ta băng bó giúp cho chàng. Chúng ta cùng về cung thôi. Ta đang ở đâu đây? Công chúa, người đã tỉnh rồi ạ. Để chúng thần thay y phục cho người. Lễ cưới sắp diễn ra rồi ạ. Hả? Cưới ai chứ? Thị vệ Bô Tê đã cứu công chúa khỏi tay gã khổng lồ, nên đức vua đã ban hôn cho hai người. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ công chúa thôi ạ. Hả? Cái gì? Thị vệ Bô Tê đã cứu ta sao? Vua cha, hắn không phải là người đã cứu con. Còn nói gì thế? Chính Bồ Tê đã đưa con về đây cùng với cái đầu của tên khổng lồ. Nếu không phải hắn cứu con thì là ai? Công chúa, nàng vì sợ hãi mà ngất đi nên không biết chuyện gì xảy ra đúng không? Tôi đã không ngại nguy hiểm xông vào hang động để cứu người. Sao người lại nói thế chứ? Không,
chính là chàng chăn bò ở hoàng cung mới là người đã cứu con. Thế sao con lại trở về cùng với Bô Tê? Thôi, con đừng nói linh tinh nữa, mau tiến hành hôn lễ đi. Khoan đã. Đây mới là người đã không màng đến tính mạng để cứu con. Trong lúc đánh nhau với gã khổng lồ, tay của chàng đã bị thương. Chính con đã băng bó vết thương cho chàng bằng vạt áo của mình. Cha hãy nhìn đi. Chính là Bô Tê, hắn đã lén lút theo thần, đợi thần cứu được công chúa thì đánh chúng thần ngất đi để cướp công. Sau đó hắn trói thần ném xuống biển, yên tâm rằng thần đã chết nên trở về cung cưới công chúa. Nhưng hắn không ngờ được là thần vẫn có thể quay trở về đây. Ngươi thật là to gan. Người đâu, mau bắt hắn giam vào ngục. Xin đức vua tha mạng cho. Suýt chút nữa ta đã đánh mất một chàng rể quý. Hai con rất xứng đôi, lễ cưới này sẽ dành cho hai con. Tạ ơn phụ vương. Nàng tiên trong ống tre. Ngày xưa, ở một vùng quê xa xôi nọ, có một ông lão chuyên làm nghề đốn tre. Một ngày nọ, khi đang đốn tre, ông lão phát hiện một bé gái nằm bên trong. Cô bé chỉ bé bằng ngón tay cái của ông lão mà thôi. Một bé gái ư? Chẳng lẽ thần linh đã gửi tới cho ta món quà vô giá này ư? Bé gái đáng yêu, ta sẽ đưa con về nhà ta. Ở nhà có vợ của ta, bà ấy rất hiền từ, nhân hậu, bà ấy sẽ chăm sóc chu đáo cho con. Bà nó ơi, bà nó ơi, xem tôi đem gì về cho bà nó này. Một đứa bé ư? Ông nhặt được con bé ở đâu vậy ông? Chúng ta đã được ông trời ban phước. Tôi gặp con bé ở trong rừng tre đó. Hả? Vậy sao? Chúng ta hãy đặt tên con bé là Kaguya Hime nha. Kaguya, đẹp lắm. Con bé xinh đẹp quá ông ơi. Rất xứng với cái tên đó. Kaguya, 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 Kaguya. Ôi, con bé lớn hơn rồi kìa. Ờ, đúng là một phép màu. Kể từ ngày đó, vợ chồng ông lão đốn tre đã nuôi dạy đứa bé thần kỳ này như con ruột của mình. Vào ngày hôm sau, ông lão lại vào rừng chặt tre. Thật kỳ lạ, vừa chặt đổ cây tre xuống thì bao nhiêu là vàng ào ào đổ ra. Ông lão vô cùng kinh ngạc, nhưng rồi chợt nhận ra chính là cô bé Kaguya đã mang của cải đến cho vợ chồng ông. Ôi, con bé là lớn hơn rồi kìa. Con bé lớn nhanh quá. Ngày tháng trôi qua, Kaguya lớn nhanh như thổi. Và dường như ông bà lão đã quen với điều đó. Họ sống những ngày tháng vô cùng hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Chỉ trong một thời gian ngắn, Kaguya đã lớn lên, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Mái tóc nàng mượt mà như lụa, đôi mắt nàng long lanh tựa những vì sao, làn da nàng mềm mại như lông vũ, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh trăng. Wow, đẹp quá. Ừ, đẹp thật. Chưa từng thấy ai xinh đẹp như nàng ta hết. Tôi rất lo lắng bà nó ạ. Bây giờ con bé lớn rồi, mọi người ai cũng xì xào bàn tán về vẻ đẹp của nó. Rất nhiều người đến ngỏ lời xin cưới con bé. Tôi cũng vậy. Đến lúc chúng ta không thể giữ mãi con bé ở trong nhà được nữa rồi ông ơi. Con gái nè, có rất nhiều người muốn cưới con. Cha cũng thấy có một vài người thích hợp với con. Không, thưa cha, con không muốn lấy chồng. Con chỉ muốn sống cùng cha mẹ mà thôi. Ta cũng vậy con gái ạ. À, ta cũng rất yêu con, nhưng chúng ta không thể ích kỷ giữ con mãi trong nhà được. Ta sẽ không bao giờ bắt con cưới người trái ý nguyện của con. Nhưng ít nhất con hãy cứ thử gặp những người cầu hôn thích hợp mà ta đã chọn cho con này đi. Để làm vui lòng cha, Kaguya đồng ý gặp mặt những người muốn cầu hôn nàng. Nhưng nàng cố tình đưa ra những yêu cầu mà họ không thể thực hiện được. Đó là cách duy nhất để nàng có thể sống với cha mẹ mãi mãi. Một hôm, có một vị khách đặc biệt đã ghé thăm gia đình Kaguya. Thứ lỗi cho gia đình thần dân, không hề hay biết hoàng đế ghé thăm
để chuẩn bị chu đáo nghênh đón người. Chẳng hay người ghé vào nhà thần dân có điều gì cần dạy bảo à? Người phải cúi mình trước các ngươi chính là ta đây. Vì ta tới đây là để xin cưới con gái của nhà lão. Nếu các vị cho phép, ta muốn được nói chuyện với nàng để biết nàng sẽ yêu cầu ta làm điều gì. Dạ, tất nhiên rồi, mọi người hãy theo lão. Quả là nàng ấy đẹp thật, ta chưa từng nhìn thấy ai xinh đẹp được như nàng hết. Ôi, ngài làm gì vậy? Xin lỗi, vì đã làm nàng kinh sợ. Nhưng nàng đừng sợ, ta chính là hoàng đế, bất cứ người phụ nữ nào cũng thích được ta làm điều này hết. Ngài sẽ không bao giờ có được tôi đâu. Nếu là điều ta muốn, thì sẽ có được thôi. Xin ngài đừng ép buộc tôi. Tôi sẽ không vì ngài làm hoàng đế mà thay đổi quyết định của mình. Nhưng ta sẽ không buông tay nàng, trừ khi nàng đồng ý trở về hoàng cung làm hoàng hậu của ta. Kiệt, Kaguya, Kaguya. Xin thứ lỗi cho tôi. Nàng không phải là một người bình thường, nhưng nàng đẹp quá. Thôi được, ta sẽ chờ cho đến khi nàng đổi ý. Con gái à, có điều gì khiến con buồn lòng mà khóc lóc như vậy? Cha mẹ có giúp được gì cho con chăng? Thưa cha mẹ, thực ra con là tiên nữ đến từ cung trăng, do mắc lỗi mà bị đầy xuống trần. Gần đây đêm nào con cũng mơ thấy một người trên cung trăng thông báo với con vào ngày 15 tháng này là lúc con phải trở về. Hả? Trời ơi, con về mặt trăng và bỏ chúng ta lại ư? Vâng, họ sẽ đến mang con đi. Con không muốn rời xa cha mẹ, không muốn rời xa nơi này. Con đã xin ở lại nhưng mà họ không đồng ý. Con đừng sợ, bằng mọi cách cha mẹ sẽ giữ con ở lại đây. Ngay ngày hôm sau, lo lắng vì con gái sẽ bị bắt đi, ông lão liền gửi thư đến hoàng đế để xin trợ giúp. Nhận được thư của ông lão, hoàng đế lập tức cho quân lính hoàng gia đến bảo vệ bên ngoài căn nhà của Kaguya. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Trói mắt quá, tôi không nhìn thấy gì cả. Kìa, Kaguya, 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 đừng đi, Kaguya, khoan đã. Mẹ ơi, cha ơi, cảm ơn công ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng con trong thời gian qua. Đến lúc con phải rời đi rồi, cha mẹ ở lại thì bảo trọng để con được yên lòng. Đi thôi, nhanh nào, thời khắc đã điểm rồi. Kaguya, con đừng đi. Kaguya. Và thế là nàng Kaguya đã trở về cung trăng. Vợ chồng ông bà lão buồn bã vô cùng, nhưng cũng đành chấp nhận như chấp nhận những lẽ thường ở đời. Hoa nở rồi, hoa lại tàn, đời người đến và rồi cũng đi. Họ trở về ngôi nhà lá năm xưa, sống mãi quãng đời còn lại trong bình yên. Và cứ mỗi dịp mặt trăng trở lại với ánh sáng tròn đầy, đôi vợ chồng già lại nắm tay nhau cùng ngắm trăng cho thỏa nỗi nhớ người con gái thân thương của mình, nàng Kaguya xinh đẹp. Bàn tay kỳ diệu. Ngày xưa, ở một miền quê xa xôi, có hai vợ chồng nghèo làm thuê tại nông trang cho một trại chủ giàu có. Năm ấy, vợ người làm thuê sinh được một bé trai kháu khỉnh. Cùng ngày, cùng giờ, cùng phút, vợ trại chủ cũng sinh được một bé gái khỏe mạnh. Năm tháng trôi đi, hai đứa trẻ cùng lớn lên trở nên vô cùng thân thiết. Cho đến lúc vợ trại chủ để ý đến sự phiền toái của đứa trẻ con người làm thuê. Tôi nghe chị giúp việc nhà bảo thằng bé bên nhà vợ chồng chắc hôm nào cũng ăn tranh đồ ăn tôi chuẩn bị cho con gái của chúng ta đó. Chúng nói là trẻ con, cùng chia cùng ăn chứ sao. Tôi hỏi ông, thằng bé kia có gì để mà chia? Tôi cảnh báo ông đấy, phải tách con bé khỏi cái nhà nghèo kiết ấy. Đấy thì tùy bà, bà muốn làm gì thì làm. Ông đến nhà vợ chồng chắc á, bảo họ chuyển trường cho thằng bé Ben, thế là xong. Ôi trời ơi, vùng này làm gì có trường nào nữa. Thì nghỉ học phụ việc cho bố mẹ của nó. Nếu họ không đồng ý thì đuổi việc ngay. Có mà dám ấy, cả vùng này chẳng kiếm đâu nơi mà làm ăn nữa. Giờ con đã biết đọc biết viết, tính toán khá lắm. Để con đi chăn gia súc phụ ba mẹ cũng được. Con thấy ba mẹ quần quật làm việc thật vất vả. Ba mẹ nghèo khó, để con phải chịu khổ rồi. Mấy năm sau, thì ra bất chấp mình cấm đoán, bấy lâu nó vẫn lén lút đi gặp thằng bé này.
không thể để việc này tiếp diễn thêm được nữa. Đừng có nói nhiều, thật là những kẻ không biết thân phận. Ngay ngày mai, con trai ông bà không rời khỏi vùng này thì cả nhà ông bà sẽ bị tước công việc. Hơn nữa, còn phải đền bù 1.000 đồng bạc cho ta vì bỏ đi trước hạn thuê. Ba mẹ đừng lo, con sẽ chẳng mất gì khi đi chu du khắp thiên hạ. Không biết chừng con sẽ học được thêm nhiều điều hay, rồi một ngày con sẽ trở về thôi. Ben, tôi đã biết được tất cả mọi chuyện. Chuyện ngày xưa, vì sao bạn lại nghỉ học giữa chừng, rồi giờ đây bạn phải bỏ xứ đi. Bạn hãy cho tôi đi theo với. Nhưng bạn là phận nữ, sao có thể phiêu diêu. Tôi không sao cả, bạn hãy ở lại và sống thật tốt. Tôi sẽ đợi bạn. Lớn lên, tôi sẽ không lấy ai khác ngoài bạn. Đừng quên điều tôi nói. Bèn đi mãi, từ rừng rậm qua núi cao, rồi đến một đồng bằng rộng lớn, đặt chân lên cây cầu nhỏ hẹp. Nhanh lên nào, nhanh lên nào. Đợi đã, phiền cậu nhường đường, để ta cho đàn ngỗng đi qua. Nói thật ta nghe, anh phải đợi lâu quá có bực không? Dạ không, cháu không có việc gì phải vội. Nhưng cháu ngủ quên đi mất. Bà lụa ngỗng cả đêm như vậy, chắc đã rất mệt mỏi. Nếu không phiền, bà để cháu giúp cho ạ. Người khôn ngoan chẳng bao giờ vội. Người lịch sự thì không cáo khỉnh bao giờ. Ta ở đây đã mấy chục năm, lần này mới gặp được người bình tĩnh như cháu, lại rất nhân ái nữa. Thật tội là hoàn cảnh của cháu còn nhiều trái ngang. Ta nghĩ điều kỳ diệu này tặng cho cháu là đúng nhất. Sao bà lại biết được hoàn cảnh của cháu ạ? Cú đánh này sẽ đem điều may mắn đến cho cháu. Ôi, chuyện vừa xảy ra là thật hay là mình đang mơ? Đúng thật là kỳ diệu, thật không tin nổi chuyện này. Chàng trai trẻ đi liên tục thêm nhiều ngày đêm thì đến kinh thành vương quốc. Mình tuy không có năng khiếu điêu khắc, nhưng việc chân tay như bê gỗ, nhấc đá để phục vụ điêu khắc, mình sẽ làm tốt. Lương thực mang đi đã cạn, giờ mình phải tìm một công việc, cứ đến thử sức xem sao. Thật không ngờ cậu lại điêu khắc giỏi thế này. Cả tháng nay mới có một người ta ưng ý như cậu. Vừa nãy thấy mấy người trước vào thi cầm dao khắc nên tôi cũng thử. Không ngờ bàn tay cứ tự đưa đẩy rồi tạc thành hình. Chính tôi cũng không ngờ đấy. Vậy thì cậu có một bàn tay kỳ diệu đấy. Từ giờ hãy ở lại đây làm cộng sự của ta. Ý ông nói là tôi đã được nhận vào xưởng điêu khắc hoàng gia. Đúng vậy. Từ nay ngươi sẽ khắc những tượng thần thế này. Không hiểu họ khắc nhiều tượng thần thế này để làm gì nữa. Thầy điêu khắc mau ra đây. Cậu ở yên trong xưởng tiếp tục làm đi. Đêm nay nhất định phải xong đấy. Tình hình không ổn rồi. Có lẽ tôi đã bỏ độc dược quá nhiều. Hiện tại hoàng tử bị tím tái co giật. Còn may là thái y chưa đoán ra sự tình gì. Ông đùa tôi đấy à? Ông nói chắc như đinh là nội trong chiều mai hoàng tử sẽ tỉnh. Và sớm mai ông sẽ trình lên đức vua rằng thời điểm đặt các tượng thần quanh phòng hoàng tử để làm phép đã đến. Tượng thần tôi cũng đã làm sắp xong cả rồi. Thì độc dược ấy chúng tôi đã thử nghiệm. Người trúng độc sẽ phải bất tỉnh liền 7 ngày 7 đêm. Tôi đã dùng 2 liều, phải là 14 ngày đêm. Không ngờ bệnh tình hoàng tử ngày càng nặng thêm. Bây giờ phải nghĩ cách để mà thoát khỏi liên can đi. Ơi, tưởng đâu sẽ chia chác được lợi lộc, ai dè ôm vả. Phải mau chuồn khỏi đây trước khi bị nghi ngờ. Hay để tên học việc kia hứng hết đi. Vậy là vì âm mưu chia lợi lộc, hai người này đã rất tâm hại hoàng tử, còn định đổ phí tội cho ta. Nhanh lên, mau triệu những thái y giỏi nhất vào. Hoàng tử đang nguy kịch rồi. Cú đánh vào sẽ mang lại điều may cho cháu. Cậu có một bàn tay kỳ diệu đấy. Hãy cho tôi gặp hoàng tử một lần. Hãy để tôi thử chữa bệnh cho hoàng tử xem sao. Hình như đó là tên học việc ở xưởng điêu khắc. Thật là không biết nguyên tắc, dám la lối ở đây. Lập tức cho người vừa nói cứu được hoàng tử vào đây. Quả thực, bàn tay kỳ diệu của Ben đã giúp hoàng tử tỉnh lại. Đồng thời, anh đã tâu báo với vua âm mưu thâm độc của thầy điêu khắc và thầy pháp mà anh nghe được. Chàng trai khá lắm, hoàng tử đã tỉnh lại thật rồi. Có nằm mơ
ta cũng không tin nổi. Những kẻ ta tin tưởng nhất lại nghĩ ra âm mưu thâm độc như vậy. Mày đâu, lập tức treo cổ chúng cho ta. Về phần Ben, anh nhận thưởng hậu từ đức vua. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!